Xin chào các bạn. Hôm nay thì thứ bảy, nghỉ nhà cho nên là đem ván ra tiếp tục làm mấy cái thùng dế. Nên giờ mình quay lại cái đoạn cưa cắt. Máy cưa này là mình tự làm. Thầy có cắm cái công tắc. Thank you.
cao này là 60, rộng là 1m2. Tấm ván này thực tế của nó là dài 2m44 và 1m22, cho nên chính giữa ngàn là mình phải trừ hao bớt đi mỗi bên 2 phân. Nghĩa là được hai cái đầu. Bây giờ mình cắt cái này ra nữa là thành là hai đến giữa, một chuồng 2m4, 1m2 nhân đôi thì mình được 2 ô 1m2. Vậy nên mình chia ra là dễ chăm hơn, tại dế nó giờ mình cũng còn đang ít chứ chưa có nhiều. Đến chừng nhiều thì mình sẽ bỏ vách ngăn. Mình hỏi nhiều anh thì anh nói thôi đừng làm vách ngăn làm gì, để cho rộng rãi, tại mình thấy số lượng dế nó còn ít cho nên mình chia vách ngăn ra để mình canh cái khoảng ngày cho nó đều. Trên một tháng ngày nào mình cũng cứ ngày hai ngày là mình có thể xuất được một lần. Thôi giờ ráng chịu cực, mai mốt chịu khổ. Nó mới sáng chưa ăn sáng, đói bụng quá. Ráng cưa cắt sáng cho nó xong, bắt đầu mình đem vô nhà mình làm là mình chỉ ngồi trong mát cho nó cũng đỡ. Chứ giờ mưa thì thúi đất, mà nắng coi như là chẻ đầu luôn. Càng quá. Thùng thì mình cần là 6 tấm giữa, thì là mình còn dư được nửa miếng. Nửa miếng chắc mình cũng cắt ra luôn á. 2 dạch thùng, 2 cái dạch thùng là 4 tấm. Lỡ giờ cắt bữa luôn. Nghĩa là cái này 3 tấm cắt ra là được 2 thùng nè, 2 thùng tấm ra là đủ 2 thùng, còn dư nữa có tấm, dư nữa tấm này là cái thùng kia là anh nói là ngăn đôi xong ngăn dọc nữa đúng không? Nghĩa là một tấm mà cắt 1 mét để 3 cái thùng thì cắt 1 mét nè. Rồi đúng rồi, 1 mét.
nó bằng nhau mà. 1 mét, 1m2 vậy là chừa cái nó hơn xíu để cho nó vôi lên khúc đứng giữa lên. Anh ngăn đôi nữa hoặc là cho nó thành 4 thùng cũng được. Đâu ra được 4 thùng, giờ còn có tấm này nè, tấm này để chèn vô thôi. Phải hai bên là hai cái tấm này là 2 thùng là 4 tấm. Anh phải cắt nữa chứ đúng không? Cắt 2 tấm nữa mới được chứ. Ừ. Có nhìn chưa? Nè. Cái này là 4 tấm rồi nè. À. Là đủ 2 mét thùng nè. Này 3 tấm là thành 9, 3 tấm là thành 6 nè, là chính giữa nè. Còn cái tấm này là cắt cho cái thùng cuối cùng trong này thôi. À là vừa đủ luôn hả? Vừa, tính hay chứ ta. Không đứng hai vậy sao được cho ăn cơm? Làm đi vô đây. Sáng sớm.
công đoạn cắt cúp đã sạch hoàn thành rồi đó. Chút nữa bắt đầu mình vô mình ráp. Này là cái máy cưa bàn mình tự chế, mình mua hết cái máy cưa cưa gầm tay 600, mua máy xay sắt rồi lấy mấy hàng ra ngồi chích chích hàng hàng rồi giờ có cái cưa bàn xài cũng ổn. Lưới sắt hả? Dạ. Không, không thấy. Thấy cái tiền. Ăn luôn đó rồi. Dịnh. Kêu xuống dịnh. Thank you.
mà đừng có kéo ra kéo vô. Gì nó cũng sợ không có ăn thôi. Ba là chồng của mẹ nha. Mỏ hơi nhọn mà. Mỏ hơi nhọn mà. Cha em. Chị cô. À, xe cô. Chị cô mới mỏ nhọn. Cái em là mỏ rộng. Lỡ là cho em mà cầm mic lên hát là coi như dân chúng chỉ có chết thôi. Chết đâu mà chết. Video là... À Sineo chứ không phải Seco. Ở trong cái hoạt hình đó là Sineo. Thank you.
cưa sao tóc này nó bị dư đi một xíu thôi. Chút là thôi về đạp anh thấy còn kìa gì cái chổi đâu rồi
và cái này hổn nha. Tay quỳ xuống đây. Làm như dân sao anh? Chồng kêu vợ giả chứ không phải là vợ biểu là chồng quỳ. Thiệt là đau lòng quá đi, tấm này nó vừa y. Nó vừa y bằng đầu luôn, tấm kia bị coi. Ủa đâu có coi đâu. Có tí à? Bạn nói cho ai nói. Nãy giờ mình bạn điên bạn diễn à? Chắc bệnh bệnh à. Sao thiếu rồi? Mình rảnh nha. Sao lại bắn tiếp trong? Hàng gì thấy cái gì đó hay sao? Nhất tấm này qua xong rồi đặt đồ tiếp tục ha. Muốn ăn dế thì nấu để người ta làm cho mà ăn. Ăn thì đặt ăn dế sống.
Dạ yếu rồi, còn có đánh quán kéo không nổi.